các bé ơi, chúng ta cùng học đếm số từ 0 đến 10 nhé. Chúng ta bắt đầu đếm nào. Số 0. Số 0. Số 0. Số 0. Số 1. Số 1. Số 1. Số 1. Số 2. Số 2. Số 2. Số 2. Số 3. Số 3. Số 3. Số 3. Số 4. Số 4. Số 4. Số 4. Số 5. Số 5. Số 5. Số 5. Số 6. Số 6. Số 6. Số 6. Số 7. Số 7. Số 7. Số 7. Số 8. Số 8. Số 8. Số 8. Số 9. Số 9. Số 9. Số 9. Số 10. Số 10. Số 10. Số 10. Số 0. Số 0. Số 0. Số 0. Số 1. Số 1. Số 1. Số 1. Số 2. Số 2.
Số 2. Số 2. Số 3. Số 3. Số 3. Số 3. Số 4. Số 4. Số 4. Số 4. Số 5. Số 5. Số 5. Số 5. Số 6. Số 6. Số 6. Số 6. Số 7. Số 7. Số 7. Số 7. Số 8. Số 8. Số 8. Số 8. Số 9. Số 9. Số 9. Số 9. Số 10. Số 10. Số